Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Hôm nay mình làm món phô mai que để gửi tới cả nhà. Món phô mai que có lớp vỏ bên ngoài vàng ươm giòn rụm, phô mai bên trong kéo sợi béo ngậy cực kỳ ngon luôn. Nếu không có thời gian thì các bạn làm nhiều một chút để bảo quản trong bịch ni lông hoặc hộp đậy kín nắp để ngăn đông dùng dần, mình thấy cũng rất tiện. Khi nào ăn chỉ cần lấy ra để giã đông rồi đem chiên là xong. Công thức nguyên liệu và cách làm mình chia sẻ cũng rất đơn giản thôi, tiết kiệm thời gian, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Đây là các nguyên liệu mình dùng để làm món phô mai que. 200g phô mai mozzarella, mình thường hay sử dụng phô mai loại này vì nó có vị thơm ngậy, độ đàn hồi và kéo sợi tốt hơn so với các loại phô mai khác. Tuy nhiên nếu các bạn không mua được loại phô mai này, thì mình có thể thay thế bằng các loại phô mai khác đều được nha. 100g bột chiên xù, 60ml sữa tươi, các bạn dùng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. 80g bột mì đa dụng số 11 hoặc dùng bột mì loại nào cũng được nha cả nhà. Có thể dùng bột chiên giòn để thay thế. Một quả trứng gà loại lớn, nếu các bạn sử dụng trứng gà loại nhỏ thì dùng 2 quả nha. 10g đường. Tất cả các nguyên liệu các bạn sử dụng đều để ở nhiệt độ phòng nha. Bây giờ mình đi làm phần bột áo nước. Cho vào tô một quả trứng gà. Mình sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ luôn nha cả nhà. 10g đường. 60ml sữa tươi mình cũng cho vào đây luôn. Khuấy đều cho đường và trứng tan ra. Khi thấy đường và trứng tan ra hết như vậy này. Bây giờ mình cho hết 80g bột mì vào. Tiếp tục trộn đều bột mì với hỗn hợp trứng sữa. Trộn xong, nếu thấy hỗn hợp bột chưa được mịn thì đem lược qua dây cho bột được mịn hơn. Còn nếu thấy hỗn hợp bột mịn như vậy rồi thì các bạn có thể bỏ qua công đoạn này. Đối với phần bột áo nước dùng để làm phô mai que, mình cần pha đặc hơn so với cách pha bột áo nước của món bánh sữa tươi chiên, nên mình sẽ dùng lượng chất lỏng ít hơn. Thấy bột sệt sệt chảy chậm như vậy là được nha. Để bột nghỉ 20 phút trước khi đem đi làm bánh. Mình đem phô mai đi cắt thành những thanh dài vừa ăn, dài tầm khoảng từ 8 đến 10 cm, dày từ 2,5 đến 3 cm. Chia đều mỗi thanh phô mai nặng tầm khoảng 20g, mình cắt được 10 thanh phô mai. Lấy một thanh phô mai nhúng vào tô bột nước để cho bột nước bám đều lên thanh phô mai. Sau đó lăn tiếp qua bột chiên xù. Dùng tay bóp nhẹ để cho lớp bột chiên xù phủ đều, phủ kín hết lên phía bên ngoài thanh phô mai, để khi đem chiên thanh phô mai sẽ không bị bể chảy ra ngoài. Lớp vỏ cũng vàng đều giòn ngon hơn. Làm xong mình đem phô mai đi chiên nhé. Bật bếp với mức lửa lớn, đun cho dầu nóng già. Thấy dầu sôi như vậy là được nha cả nhà. Hạ lửa xuống mức lửa trung bình. Nhanh tay cho phô mai vào để chiên. Dầu dùng để chiên bánh thì chỉ cần canh lượng dầu làm sao cho ngập qua thanh phô mai là được. Mình thấy chiên ngập dầu thì phô mai chín vàng đều và cũng không ngấm dầu. Còn chiên ít dầu thì phô mai dễ bị cháy, ngấm nhiều dầu hơn. Đảo nhẹ cho phô mai chín đều, để chiên tầm khoảng 20 đến 30 giây là phô mai chín vàng giòn. Thời gian chiên cũng còn phụ thuộc vào độ nóng của dầu ăn, tuy nhiên cũng không nên chiên quá lâu. Chiên lâu phô mai dễ bị bể và chảy tràn ra bên ngoài. Thấy phần vỏ phía bên ngoài chuyển sang màu vàng hơi nâu một chút thì mình sẽ vớt phô mai ra, cho vào rổ có lót giấy thấm dầu để dầu không thấm ngược trở lại lớp vỏ. Nếu dầu thấm ngược trở lại, lớp vỏ sẽ nhanh bị mềm ỉu. Mình tiếp tục chiên tương tự cho đến khi hết chỗ phô mai còn lại nha. Vớt phô mai ra thì lớp vỏ sẽ chuyển sang màu vàng đậm hơn một chút. Tuy nhiên không nên chiên phô mai ở nhiệt độ thấp, chiên với thời gian lâu. Nếu chiên lâu lớp vỏ bên ngoài dễ bị ngấm dầu và dễ bị bể làm phô mai chảy tràn ra bên ngoài. Các bạn có thể dùng nồi chiên không dầu để chiên phô mai que. Phô mai que chiên xong có lớp vỏ bên ngoài vàng ruộm, giòn tan, nhân phô mai tan chảy kéo sợi béo ngậy cực kỳ ngon luôn. Phô mai que sau khi chiên xong thì nên ăn nóng,
ăn kèm cùng với tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise sẽ ngon hơn rất nhiều. Nếu dùng không hết, các bạn để phô mai que này vào hộp, đậy kín nắp để bảo quản phô mai que trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tuần, ngăn đông tầm 1 đến 2 tháng. Khi nào cần dùng thì đem để ngăn mát giã đông tầm 1 đến 2 tiếng trước khi đem chiên. Mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn thành công với cách làm phô mai que này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bếp Việt. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.